Hello chào các bạn nha. Thì chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Phúc Thiên Vlog của mấy anh em mình nhìn mình nha các bạn. Thì hôm nay mấy anh em mình có đi gắn cái mấy cái trụ dưới khung lưới thép kẽm nha các bạn. Thì ngày mới chúc cho các bạn một ngày làm việc thật là nhiều niềm vui và sức khỏe nha các bạn. Rồi chào khán giả nên chào khán giả kia ông Mai của Bơ. Rồi thì hôm nay anh em mình sẽ chia sẻ cho các bạn cách làm sao mà để ráp cái khung này chính xác và nhanh nhất nha các bạn. Nói chung mình làm video này để hướng dẫn cho các bạn nào mà mới vô nghề với lại chưa biết nghề là các bạn cách mà để ráp mấy khung lưới này nha các bạn nha. Thì hai ông anh người nước ngoài của mình đang, một thằng em với ông anh đang ráp cái khung lưới vô á, lưới kẽm nha các bạn. Lưới này đi nhúng kẽm nha, chứ không phải là lưới sơn đâu. Cái này là lưới đi nhúng kẽm luôn á, với lại ống nhúng kẽm hết, toàn bộ bát đồ nhúng kẽm hết. Thì cái hình thức là để mình hướng dẫn cho các bạn cách mà ráp làm sao mà cho nhanh nhất nha. Tại vì cái này nó nhiều cỡ lắm chứ không phải nó một cỡ. Thì ví dụ như cái ô này nó có thể ô này nó to, có thể ô này nó sẽ nhỏ. Đó, có thể ô này nó nhỏ mà cái ô này nó to. Thì nói chung ô to nhỏ thì không quan trọng. Thì ở đây là cái bản vẽ thiết kế làm sao thì nó đã ra khung lưới theo từng ô hết rồi, nó đo nó làm hết rồi. Mình chỉ có việc mình ráp vô thôi. Nói chung là cái khung lưới này các bạn có thể cắt bỏ nhưng mà không có được hàn vô nha. Tại vì cái khung này nhúng kẽm, nếu hàn là nó cháy mối hàn, các bạn sơn người ta cũng không chịu nha. Đó, ví dụ nó dư chút đỉnh thì các bạn có thể cắt bỏ, nhưng mà nó thiếu thì không có hàn vô được đâu nha. Thì trước tiên các bạn muốn ráp một cái khung lưới như vậy mà chính xác á, là các bạn đo lọt lòng từ cái đầu này qua bên cái đầu bên kia nó bao nhiêu, các bạn chia tim ra, chi hai đó là lấy tim để dựng cái trụ giữa trước, chứ các bạn đừng có dựng cái cây hai bên trụ trước nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ quay qua bên chỗ mà không có lưới để mình nói để cho nó dễ hiểu nha. Thì đây mình dựng ba cái trụ trước để mình nói cho các bạn dễ hiểu nha. Các bạn chia lọt lòng từ cái trụ này qua trụ này bao nhiêu, chia tim ra, dựng cái trụ giữa lên trước. Xong nó dựng cái trụ giữa xong là các bạn đo cái khung lưới của các bạn. Ví dụ đo lọt lòng từ cái trụ này tới cái trụ này là ví dụ cái mình nói ví dụ cái khung này là nó 1,6 đi. Đó, thì các bạn lấy lọt lòng của cái trụ này qua lọt lòng cái trụ này bao nhiêu, 1,62 đi. Bên hở phân cho nó dễ vô. Đó. Một cái chiều cao thì nó đều nhau hết rồi, chỉ có chiều ngang là nó chênh lệch nhau thôi. Đó. Thì ví dụ cái khung này một mình là cái khung lưới của mình là chiều ngang 1,6 thì các bạn cứ lấy lọt lòng 1,61, 1,62 để mình bỏ lọt lòng vô cho nó dễ. Đó, chứ các bạn đừng có lấy đúng 1,6 thì lỡ nó cấn. Đó là các bạn lấy lọt lòng cái này nha, lọt lòng cái mí đây nè qua lọt lòng cái mí này. Đó là 1,62. Xong rồi các bạn lấy dấu 4 lỗ. Nó có 4 lỗ thì các bạn để dấu 4 lỗ xong rồi khoan, ví dụ như tắc của mình tắc 12 thì mua mũi 13 14 con cho nó, tại vì cái tường mình là tường bê tông. Cái tường gạch thì ví dụ tắc 12 thì con mũi 12 thôi. Còn cái tường bê tông là ví dụ tắc 12 thì phải mua mũi 14. Đóng nó mới xuống nha. Đó. Rồi. Rồi là xong một bên, xong cái bên này tương tự các bạn cũng làm như vậy. Các bạn đừng có lấy cái trụ này dựng trước, ví dụ như đưa sát vách dựng trước xong rồi hai cái khung này á dựng lên sau á, là lỡ như cái khung này mà nó đúng là không nói, mà qua cái khung này nó dư hoặc nó hụt là mất công mình nha các bạn. Công tháo là tháo vô là nhiều, nó hao công mà nó không có đẹp, nó lỗ hang nhiều. Đó nên các bạn cứ việc chia tim ra, dựng cái trụ giữa rồi bắt đầu dựng hai cây hai bên là đo cái khung, ví dụ 1,6 bên này cũng 1,6 thì mình lấy qua bên này 1,62, còn cái này ví dụ nó dư hụt bao nhiêu thì ví dụ nó hụt chút đỉnh vô thì không sao hết, đừng hụt nhiều là được. Tại vì cái khung này là người ta đã làm cho mình đúng số đo như vậy rồi nên mình không có được làm lộn. Đó, còn cái dụ như mà các bạn mà cái khung lưới này các bạn ráp sâu á, ví dụ như mình nói ví dụ trường hợp thứ hai là ví dụ cái khung này là các bạn ráp sâu thì các bạn có quyền ráp trụ trước hai bên, trụ giữa luôn, chỉ tiêm trụ giữa ra, xong rồi các bạn đặt lưới bỏ vô sau thì được. Còn cái này lưới là người ta đặt sẵn rồi đó, nên các bạn là phải làm theo khung khổ của người ta nha. Đó thì mình làm video này là chủ yếu là để cho các bạn nào mà mới vô nghề chứ chưa biết nghề, biết là cách thức là làm cho nó hợp lý mà nó nhanh nha. Chứ các bạn không biết là tháo vô nó mất công, mà mình không có làm đúng như trong cái bản vẽ là mất công người ta bắt đền mình nha các bạn. Thì đó, khi mình lấy mực đúng rồi á, ở công trường nó hơi ồn, các bạn thông cảm cho mình nha. Thì đó, khi mình lấy mực đúng rồi thì khi các bạn ráp khung vô nó sẽ rất là dễ dàng mà nó không bị cắn nè, không bị cắn lưới nè. Đó thì cái bên xét trụ nó có hở vài phân, cái đó là không quan trọng nha, nhưng mà không được hở nhiều quá. Nếu mà hở nhiều quá người ta chui vô được là không được, nhưng mà người ta đã tính hết rồi, nó chỉ hở vài phân thôi. Đó rồi đó, khi các bạn ấy xong rồi các bạn bắt mấy cái bát vô như vậy nè. Đó đó, trong bản vẽ sao thì mình cứ làm y vậy đó. Đó, nhớ canh dây trụ sao cho nó thẳng lên song song như vậy nha. Ví dụ như nó ngã ra ngã vô thì các bạn nấu ốc dưới bạn mã là các bạn chêm vô sao cho nó thẳng rồi các bạn xíu ốc lại nha. Đó rồi, hình thức nó chỉ có vậy thôi. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video cho anh em mình nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Các bạn nào xem video mà cảm thấy hay và ý nghĩa thì cho mình một like. Còn các bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ cho mình một đăng ký, để nhớ bấm chuông để khi mình ra những video mới thì các bạn sẽ nhận được thông báo để xem clip của mấy anh em mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn nha. Bye các bạn ơi, nên bye các bạn ơi. Rồi mình có bye các bạn nha.